Buổi trưa em xin chào tất cả anh chị em. Trưa mùng 10 và ngày mai để ta lại đọc ngày dương. Ngày mai là 20, tính ngày dương. Đầu lai em xin lên một con áo chất vải caro, áo sơ mi mỏng mùa hè nha. Cái này gọi là bộ binh của lính không quân Mỹ, vai 41, dài áo là 82, 41, 82 cái cổ, sạch mà, cổ thì sạch. Nhưng mà cái tem này, cái áo thì đẹp trai mà cái tem thì hơi xù lông một chút rồi. Cái này gọi là khi mình bẩn nó massage anh em, hơi xù lông ra thôi. US Army Fork 150 mã 64. Con này nhỏ nhưng mà dài nhá. Anh em để này, con áo trên con áo này là đủ tiền 200.000. Con áo tem không là 200.000 á. Nhưng mà tem của người ta thì tem rẻ hơn thì em không biết. Nhưng mà tem này đang nói là tem zin của nó nha. Anh em đừng có so sánh cái giá tem và tem của hàng nhái hàng tái nha. Này bốn cái tem này là được 200.000. Thì con áo này em chỉ bán có 150. 150 mà 67, tức là mua áo còn được tặng tem nữa phải không? Nhưng con áo này nó hơi dài. Theo em nghĩ nếu mà người cao trên 1m7 thì ok, còn dưới 1m7 thì hơi dài á. Ai mà để dài cũng được, hoặc là người mà có cái chiều cao thấp á, mình cút. Em mà theo em thì em bận thì em có thể cắt được. Em cắt ngang đây này, cắt cái túi dưới. Còn mấy em mà bận hay được thuốc lào được cái gì mà cắt cái túi dưới thì nó phí mất phải không? Đấy, anh em dòm à. Cái chiều dài từ đây tới đây cắt một nửa con áo luôn hả? Ai cảm thấy vừa chừng nào thì ta quất chừng đó. Bán con này 150 mã 67, nhớ giùm em nha. Chiều dài hơn dài á. Nhưng mà lấy tem vẫn còn lời con áo này. Lời được cả tem và con áo, chốt giùm em 150 mã 67. Tiếp con không quân, quên, con này sa mạc chứ. Chất vải kaki ạ. Sa mạc chất vải kaki. Vai của nó là 51 và dài áo của nó là 75. 51, 75 anh em, hàng cấp phát của lính Mỹ đã qua sử dụng hết nha. Bốn túi này, chất vải kaki này. Đây cái túi này nghe nó hơi dơ dơ một chút này. Dơ nhẹ nhẹ thôi. Cổ tay này nó cũng có một chút dơ dơ ấy. Anh em giặt giùm em một phát nha. Đằng sau này cũng có một chút dơ nữa này. Hai chút dơ, ba chút dơ. Rồi. Hết. Hết phải không ạ? Hết. Em đo lại cái vai thôi. Vai con này là 51. Vai 51 dài 74. Vai 51 dài 74. Vai 51 là con này là 80kg này. Con này là 80 đến 90kg. 80 đến 90kg. Ai ưng con này chốt giùm em là 150 mã 66. 150.000 mã 66. Cái này về bận làm áo khoác nhẹ cũng được nha anh em. Em thấy em trai em á, nó làm việc ở trong nhà, trong vườn, nó bận làm cái áo khoác á. Nó bận khoác ngoài như em vừa mới bận ngoài á, làm việc. Em thấy cũng có lý, phải không em? Chứ đừng nó bận một con áo không. Làm áo khoác nhẹ chạy đường cũng được phải không ạ? Rồi đây là một con áo. Áo này là áo đi tuyết. Áo này là đi mưa là ướt nha. Đi mưa dành cho trời mưa nhỏ thôi, còn mưa to là ướt ạ. Cho nên là ai mà cần đi vào buổi sáng này, hay đi bán đồ ăn hay bán buôn bán vào buổi sáng á, thì mình mua con này. Hoặc là đi câu rồi đi biển rồi đi vào buổi sáng rất cần nhá. Cái mũ thì có sẵn, bỏ vào đây. Anh em cài đội mũ lên cho nó ấm thì đội ha. Con này của Mỹ đó.
này không, cái tem của nó ở đâu đó. Nó bình thường tem nó hay lòng thòng ở đâu. Con này đang mới lắm ạ. Con này đang còn mới lắm nha. Em đo chiều dài thôi. Con này dài áo là 70. Áo này nhẹ tính như tinh à. À 70 đến 80 ký. 70 đến 80 ký. Cái túi này là túi giả nha. Bà con đừng có mong là bỏ tiền được nha. Nó chỉ là một cái áo túi giả. Mà thông thường áo này bên của Mỹ á, là người ta bận áo đi tuyết, trời tuyết rơi á, người ta bận thêm vào trong này một cái lót như lót M65 nữa, là nó ống và đi tuyết thôi. Thì mình tận dụng nó là đi mưa, nhưng mà mưa nhỏ, mưa to là ướt nha em. Rồi 96% chốt chúng em. Con này giá là 300 mã 65, 300.000 mã 65, giá rẻ nha. Con này bình thường em bán 500.000 đó, mới kem nữa chứ. Ai phù hợp thì chốt, phù hợp thì chốt. Thêm một con rần ri vải kaki. Con rần ri vải kaki nha anh em. Con này là vai 51, dài áo là 78, 51, 78. À, con này là nó gỡ cái tem nhưng mà màu vẫn trùng màu luôn nhá. Đều. Áo còn mới và đều luôn này. Áo còn mới và đẹp luôn. Nhưng mà bên này nó gỡ một cái tem, nó để lại một cái vết keo này. Áo còn mới lắm. Con này là 93 đến 96%. Áo còn rất là mới. Chốt cho em 170.000. 170.000 mã 64. Con này 8 đến 90 ký. 8 đến 90 ký. Màu rất là đẹp nha anh em. Màu rất là đẹp chứ phải cực kỳ mát nha. Chỉ có cái gỡ keo này thì anh em tìm cách khều cho nó ra này. Keo này đâu có phải là cái lỗi đâu, phải không? Em phứt nó ra này. Mình đưa lửa mình hơ cho nó nhả keo ra. Rồi mình khẩy khẩy đi là nó ra thôi, chứ có lủng rách gì đâu. Chốt 170.000 mã 64. Cái màu con kaki thêm vàng nha em. Một con kaki thêm vàng này báo cáo là những cái màu nó không có mới nữa. Màu nhìn nó như màu cổ á, nhưng mà lại đẹp. Nhìn cái màu á, nhìn cái màu chứ không phải là nó cũ nha, nhưng mà cái màu của nó nhìn nó bạc bạc. Màu xanh mà bạc bạc. Vai 46. Vai 46 dài 71 à. 46 dài 71. Đấy, cái màu nha. Cái này tem đâu rồi? Tem vàng nó mất tiêu rồi. Ở đây có cái tem vàng mà nó mất tiêu rồi này. Vải thì còn dày dặn lắm, nhưng mà cái màu màu dạng là màu cổ úa. Nói chung cổ úa không phải, nó hanh hanh á. Rồi sao nó ghi tiếng Anh không à. Đẹp mà. À, đều. Con này 90-93%. Vì nó màu nó bạc bạc, em cho nó vậy chứ thực ra nó còn dày dặn đẹp trai lắm nha. Con này là 60-70 ký. 60-70 ký. Ai ưng chốt con này dùm em 250 mã 63. 250.000 mã 63. 63 nha anh em. Thế một con áo compact ACU này. Compact, compact nha. Trên này thì đều đẹp hết này. Đều. Đều và đẹp, miếng dán vẫn còn ngon lành nha. Miếng dán vẫn còn ngon lành này. Đều. Con này đang được 95% luôn á. Đều và đẹp nha anh em. Nó là size L. Size L là 70 ký là bận thoải mái nha.
70-75 là thoải mái, còn 8-90 là body. Ai vừa con này chốt giùm em 300.000 mã 62, em đo chiều dài cho anh em ha. 70-75 kg, chiều dài áo là 72. Rồi ai ưng chốt cũng 300.000 thôi, 300.000 mã 62. Cái một cái bộ mưa này này, bộ mưa này báo cáo là mưa này là ướt á. Áo này cũng giống như áo vi tuyết lúc nãy thôi nha anh em. Một bộ cọc hay là một bộ không quần. Cái này của Mỹ. Của Mỹ nha. Em sẽ đo cái chiều dài. Em nhấn mạnh là áo này là đi mưa nhỏ mưa to là ướt nha. Con này dài áo là 77. Dài áo 77. 77 thì nói chung là chiều dài này 1m6, 1m7 thì vô tính hết. Rất là nhẹ nhàng á. Cái này là nếu mà ai mà đi bán thịt heo vào buổi sáng, ai hay làm cái nghề mà buôn bán vào buổi sáng, có một chút ướt ướt nữa, quất một bộ này nó vừa cảm cái mình chạy đường á, nó vừa cảm đỡ bị lạnh, vừa đỡ ướt con người đó, đó là rất là nhẹ và tiện lợi. Cái quần thì màu nó hơi đậm hơn chút, cái quần nó màu, nói chung là hai con đều mới như nhau nhưng mà nó lệch tông một chút, nhưng mà nó thuộc về là dòng không quân hết, cho nó hòa quyện vào nhau luôn nha anh em. Cái quần này thì lưng hơi chắc. Cái lưng này chỉ có 66 và căng hết cỡ là 110 luôn. Nhưng mà cái lưng chun á, cái thun của nó trong tô. Anh em mà muốn cho nó đỡ bóp chặt về, anh em mở cái đường này ra này, anh em cắt cái dây thun của nó mỏng lại, cắt mình cầm cổ nó lôi ra, anh em cắt, cứ cắt chừng nào lôi cổ nó ra chừng đó, luồn một vòng đừng có đưa ra hết hoàn toàn nhé. Anh em cắt rồi lôi rồi cắt lôi, thợ may người ta biết làm. Em này không tiện nhé, cắt như vậy là anh em mang cái quần nó thoải mái, lưng nó nhẹ, còn này thun nó hơi chặt, dày quá nó chặt, rất là đẹp. Ở dưới ống quần nó có dây kéo luôn nha. Dài quần là 108 và có dây kéo ở đây này. Mới lắm. Chơi bộ vậy là làm việc mình thoải mái, vừa đỡ nó ngăn cản được sương gió, vừa đỡ lạnh. Buổi sáng dậy chạy nó hơi lạnh. 550 mã 61. Mới bằng tiền một cái áo à? Cả bộ này có 550. Bằng tiền một con áo nha. Em bán một con áo là 500.000 đó. Ai chốt được cả bộ này vừa rẻ vừa đẹp, đang mới lắm. Nhưng mà phải phù hợp với công việc mình mới mua được. Có anh em ở ngoài biển á, cũng rất là cần. Nói chung là nhiều người cần, nhưng mà em không biết ai cần để mà nói, thì ai cần thì chốt thôi. 550 mã 61. Tiếp lại một con không quân. Con này chất vải caro. Vai của nó là 51. Dài áo là 79, 51, 79. Tem này. Chỗ này nó hơi dơ một chút nha anh em. Có bị dơ một chút nha. Áo thì đẹp nhưng mà nó bị dơ một chút. Con này được 93-94%. Và cái dần tem đang còn đều á. Em đo lại cái vai phần dài. Vai 51 là 80 kg rồi. Dài áo 80, cao 1m7 trở lên. Không quân của lính Mỹ. Con này là loại khoảng 1, 2, 3 cái tem. 4 cái tem. 4 tem này cũng được 200.000. Con áo này bán 350 mã 60. To à. 8-90 kg à. 8-90 kg nha anh em. 150 mã 60.
Ai vừa chốt cho em nha, lấy tem tặng áo cũng đủ thôi. Mã 60 nha anh em. Cái một con sa mạc. Sa mạc. Bây giờ em nói thiệt anh em, mấy cái dòng này rẻ rẻ anh em mua lâu đồng bệnh nó sướng. Trong cái chất vải của lính Mỹ nó có cái chất chống côn trùng. Tức là em giờ em mới hiểu được tại sao những anh em mà đi Campuchia đi vào rừng, ở chỗ em gần ranh Campuchia, gọi là hay đi vào rừng, hay đi rừng, người ta hay đi hạ cây á, thì người ta lại chuyên mua mấy cái đồ lính này này của Mỹ á, bảo là đi nó vắt nó không có bắn lên người, tức là cái con vắt mà bắn nó hút máu á. Thì bởi vì sau này em mới tìm hiểu ra là trong chất liệu của lính Mỹ, đặc biệt của lính Mỹ nha, nó có chất chống côn trùng. Chống côn trùng. Rồi vai của nó là 56, dài áo là 80. Ở đây một cái tem này, hai, một cái tem thiếu úy, đều và đẹp nha anh em, 93-95%. À, một cặp tem đẹp. Rồi 8-90 kg. Chốt cho em 250 mã 59. 250.000 mã 59 là bán tem tặng áo đó. 2-3-4 cái tem ha. 200.000 tiền tem, còn cái áo 50.000 chứ. Tiếp một con hải quân xanh. Ai mà chưa có áo thì tranh thủ chốt cho em nha. Anh em mà khách mới mua lần đầu mà chưa biết cách chốt á, số điện thoại thì em có để sau màn hình nhá, anh em ưng cái nào thì gọi liền giùm em ha. Video này là của ngày mùng 10 nha anh em, trưa ngày mùng 10, vai 49, dài 73. Con này màu vàng, tem vàng này nó đắt hơn tem trắng này. Một cặp tem cổ 4 con, 190.000 mã 56. Có anh em nào chưa biết là 190.000 mã 56 là cái gì không ạ? Cái chỗ này báo cáo anh em là nó cắt cái tem á, nó gỡ tem mà lính xả đồ ra, là khi là nó lấy cái tên của nó ra, nó không biết cắt, nó cắt rách như thế này. À, còn bán tem tặng áo nha. Cái chỗ đó anh em phải mua tiếp một con tem khác may lên. Nếu anh em sử dụng con này may lên đây, đắp lên đây nó mới lành được, còn không là để như vậy là nó rách nha. Cái dàn tem này là được 200.000 là ngọt sớt, nhưng mà em bán con này 190.000 mã 56. 190.000 mã 56. Thật ra là cái tem này, tem màu trắng còn rẻ, còn tem vàng nó mắc lắm á. Màu này trời nắng bẩn nhìn nó nhả, nó mát ha. Tem này mà được em mà còn thì em tặng một cái tem. Đó, may vào đây cái là nó che luôn cái tem của nó. Ông này tên của ông lấy á, không phải là lính là nó cho tem cho anh em đâu. Bình thường anh em mà mua đồ á, hàng mà xách tay từ bên kia về đi qua là nó gỡ hết mấy cái tem này. Không có ai xách tay ở bên về mà có mấy cái tem này đâu. Chỉ có hàng đường chui, đường biển, đường sông mới có thôi. Rồi, mã 56 nha em. Tiếp một con multicam chất vải caro. Con này là vai 43. Dài áo là 64, 43, 64. Chỗ này nó gỡ tem mà nó bị lỗi rồi. Nó gỡ tem mà nó có bị lỗi này. À, bị xước á. Con này báo cáo là nó nhỏ nha. Multicam này nó nhỏ nha. Em đo lại đi, vai và chiều dài này. Vai là 43, dài áo là 65, 43, 65.
Hôm ba là bé á, hôm ba là bằng số ký của em á. Chủ con này 6-70 kg vừa, nhưng mà bẩn nó gọn á, nó ngắn này mà nó rất là gọn. Nó bị xước một chút nha anh em, và cái nút ở đây nó bị mất rồi này, hai nút đều mất luôn. Anh nào mua này nhắc em đơm vào cái cúc nha. Nó chỉ còn một cái tem, hai cái tem này. Còn chỗ này nó gỡ tem thì nó bị lỗi một chút, mà xúc chỉ à, cái chỉ thôi, không phải lỗi mà cái chỉ. Rồi, ai ơn chốt con này dùm em, giá 250 mã 58, 250.000 mã 58, 250 mã 58. Một con ri vải cực kỳ ạ. Con này tem trắng luôn ha. Tem trắng này là đời đầu của rần ri nha anh em. Tem trắng này nó là hàng xưa rồi đó. Hàng xưa hay còn gọi là đời đầu của rần ri thôi. Chứ xưa gì. Xưa nó bị kích, nó còn xưa hơn ý. Rồi con này là vai 46, dài áo là 75. Nó cũng thuộc về small nha. 6-70 kg, đều màu và đẹp, chất vải kaki này dầm dơ lên rồi. Rồi đều hết 93-95%, 60-70 kg nha anh em. Ai vừa con này thì chốt giùm em này, vải rất là mềm, 150 mã 55, 150.000 mã 55. Còn một con nữa hết line này nhé, mã 55. Một con hải quân biển, chất vải kaki luôn. Con này tem trắng này, con này tem vàng. Anh em nhìn tem trắng và tem vàng đẹp hơn, màu nào đẹp hơn? Người thì thích màu trắng, người thích màu vàng hay. Nhưng mà màu vàng nó vẫn nổi hơn. Vai 46, dài áo 72, 46-72. Hai cái tem cổ màu trắng này. Con này thì tem vivu. Đấy, đều màu và đẹp. 150.000 mã 57, giá chỉ có 150.000 thôi nè. Đều và đẹp nha anh em, 93-95% vô tư luôn nha. Nhưng mà con này không có lủng rách, tem full, 150.000. Hai cái con tem cổ này, 4 tem, 5 cái tem, 5 tem là 250 rồi. Không, con này bán 150.000 mã 57. Con này là 60-70 kg, nhưng mà anh em mà 70 là bụng phải thon gọn nha anh em. Còn mà 70 mà bụng mà to là không có được đâu. Rồi hết, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em tối nay 7 giờ nhé. Ta vẫn tiếp tục giao lưu vậy thôi. Anh em mà không mua cũng cứ thoải mái xem. Đây là một cái sân chơi lành mạnh, em nghĩ nó là một sân chơi lành mạnh nhất. Anh em cứ vào xem rồi giao lưu vậy thôi. Mình giết thời gian anh em ha. Đâu tốt ta đến. Rồi em cảm ơn và bye.